Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lập biên bản và tiến hành xử lý 4 trường hợp mở loa dẫn dụ chim yến quá thời gian quy định cho phép. Trước đó, tối ngày 4 tháng 6 và trưa ngày 5 tháng 6, đoàn đã phát hiện 4 hộ dân nuôi chim yến trên địa bàn phường 1 thành phố Bạc Liêu mở loa dẫn dụ chim yến quá thời gian quy định cho phép. Làm việc với đoàn kiểm tra, những hộ dân này cho rằng là không biết quy định cấm mở loa vào buổi trưa và buổi tối. Theo Nghị định số 14 của Chính phủ, thời gian được mở loa dẫn dụ chim yến buổi sáng là từ 5 giờ tới 11 giờ 30, buổi chiều là từ 13 giờ đến 19 giờ. Hành vi phát âm thanh dẫn dụ chim yến quá mức cho phép sẽ bị phạt từ 10 triệu đồng. Việc phát âm thanh để dẫn dụ chim yến ngoài khoảng thời gian quy định cũng bị xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng.